ủng hộ với biên tập viên Mạnh Bác Gai. Coi 2-1 lại có cơ hội rồi. Bóng đá là như vậy, chưa biết điều gì xảy ra cả. Ngọc Hải, Ngọ Hải là người đã dứt điểm quyết đoán để mang về bàn dư cái biệt trong hoàng hồng. Và Văn Thành, Văn Thành số 10 có quy mô hoành tráng, đầu tư và chất lượng chuyên môn bậc nhất của bóng đá Văn Môn nói riêng và Yên Phong nói chung. Vẫn chưa có một giải đấu nào vượt qua được tầm. Rất nguy hiểm, bàn thắng dành cho Tiên Tra. Pha đi bóng rất hay và đây bản lĩnh đến từ Thế Thượng, ngôi sao. Lão tướng Thế Thượng đã có một pha xử lý bóng đẳng cấp. Tỷ số là 1-0 dành cho Tiên Tra. Một pha xử lý bóng đơn giản nhưng thắng Marcelo đã mắc sai lầm. Thủ thành Chính Nghĩa cũng đã nào ra nhưng không đúng thời điểm. Hai đội bóng đều không có ngoại binh ở giải đấu này. 100% là những cầu thủ. Thuộc một làng, Bon Bon lại lên tiếng. 5-1. Và Bon Bon trượt chút ngay. 5-1 cho Bon Bon. Quan Độ có lẽ sẽ phải thay Bon Bon thôi. Tỷ số là 5-1. Bon Bon sẽ rời sân để nhường chỗ cho Nghiêm Vạn. 5-1. Tiên Tra sẽ thiếu như thế nào trong một thế trận bị dẫn trước đây? Họ đã dẫn trước Quan Độ và bây giờ thì Tiên Tra phải rượt đuổi. Đối mặt Nghiêm Quang, cú đúp của Nghiêm Quang, tỷ số là 3-1. Tỷ số là 3-1 cho Quan Độ. Người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải Ngò Xã Open, Nghiêm Quang tiếp tục cho thấy đẳng cấp. Nhưng công lớn nhất dẫn đến bàn thắng vừa rồi thuộc về Bon Bon. Không phải là Duy Bẹo không có cơ hội. Rất nguy hiểm và như vậy là bàn thắng đã đến với Quan Đình. Lộc Châu đã ghi bàn. Sai lầm đến từ thủ thành Ngọc Hải. Ngọc Hải đã mắc sai lầm. Chi Long tạo ra cơ hội nhiều hơn nhưng không thể tận dụng được. Và bây giờ thì điều gì? Sự nghiệt ngã của thầy Lào Vua đã xuất hiện. Phản mừng cảm xúc đến từ Lộc Châu. 1-0 cho Quan Đình. Trái bóng luôn nghiệt ngã. 2-1 rồi. 2-1 và người ghi bàn là Piazza. Không có một ai theo kèm Piazza và Piazza tận dụng cơ hội đến từ Lộc Châu, một tình huống cố định. Pha ghi bàn đẹp mắt không kém gì bàn thắng của thắng con cả. Lại là một tình huống cố định nữa. Pha ghi bàn quá hay đến từ Piazza. Tỷ số là 2-1. Đá phạt dành cho Chi Long. Minh Chiến, Thắng Con, Trường Con đều sẵn sàng để dứt điểm. Và tỷ số là 1-0. Pha ghi bàn rất bất ngờ. Pha phối hợp đá phạt đã mang về bàn thắng cho Chi Long. Vạch xuất phát lại được trở lại. Quá tuyệt vời. Một pha phối hợp đẹp mắt của cao thủ Chi Long đến từ hai anh em ruột trong một gia đình, Thắng Con và Minh Chiến. Vạch xuất phát đã được trở về. Tỷ số là 2-3. Bất ngờ đang xảy ra. Anh Mai là người đã ghi bàn thắng dành cho Ngọ Phúc.
thời gian vẫn còn rất dài. Anh Mai đã có bàn dùng cách biệt xuống còn 2-3. Không ai theo kèm. Phản công, Nghiêm Quang. Vẫn là Nghiêm Quang, hát trích không? Nghiêm Quang. Tỷ số là 3-1, bây giờ là 4-1, hát trích cho Nghiêm Quang. Không có một cơ hội nào cho thủ thành Hữu Khải. Cả Tiên Trà và Quan Độ đều thay người. Cả Tiên Trà, Quan Độ đều thay người. Đứng nhìn, chôn chân. Siêu phẩm của Nghiêm Quang. Tuấn Kuroki được tung vào sân. Và chắc chắn sẽ có một đại diện thứ ba nữa. Đó là cuộc chiến giữa đội bóng Ngọ Xá ở trận đấu thứ 3, thứ 4 ngày hôm nay đó. Ba đại diện của Hiệp Hòa sẽ có mặt ở vòng 1-8. Thứ vòng tứ kết. Rất nguy hiểm. Pha dứt điểm quá hay đến từ Tấn Lê Siang. 1-0 dành cho các thủ Ô Cách. Không có một cơ hội nào cho giành Xuân Chuẩn. Siêu phẩm đến từ Tấn Lê Siang. Bàn thắng đẹp nhất giải đấu đã xuất hiện chăng? Một siêu phẩm. Quân Chùa là người kiến tạo. Và không khác gì một mũi tên. Bóng đi như là một mũi tên găm thẳng góc cao, góc xa, góc chữ A, khung thành của thủ thành Xuân Chuẩn. 1-0 cho cách. Đó là đẳng cấp. Và đó là sự khác biệt của một ngoại binh. 1-0. Còn bây giờ thì người lo lắng nhất bên phía Ô Cách lại là tuyển quà quay. Mỗi người 3 cốc bia. 20 người thì mời làm sao hết được 60 cốc đây. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.